Nếu có ý định nói mi giả, hãy đọc ngay bài viết này nếu không muốn rước cả ổ vi khuẩn trong mắt, thậm chí mù loà vĩnh viễn. Nổi mi tưởng đẹp hóa ra lại nguy hiểm hơn các chị em vẫn nghĩ đó. Nổi mi là một phương pháp làm đẹp vô cùng phổ biến và được nhiều chị em ưa chuộng. Chỉ sau 1-2 tiếng thực hiện, bạn gái đã có ngay hàng mi dài cong vút và cuốn hút. Tuy nhiên, đẹp thì có đẹp, nhưng những hiểm họa khôn lường rình rập xung quanh việc nổi mi lại ảnh hưởng trực tiếp đến mắt cũng như sức khỏe. Có rất nhiều chị em thích làm đẹp nhưng lại sợ tốn tiền nên đến các cơ sở làm đẹp chui hoặc không có giấy phép hành nghề, thẩm mỹ viện bình dân như tiệm cắt tóc, tiệm nail, hoặc nhiều bạn gái đến làm mẫu cho những học viên thực tập để có thể làm đẹp miễn phí mà không mất tiền. Trên thực tế, chất lượng keo dính, sợi mi cùng tay nghề của người nối không cao gây ra những hậu quả cho khách hàng. Hầu hết các cơ sở không đảm bảo, thường có chi phí rẻ tiền nên sử dụng loại mi kém chất lượng, không rõ thành phần, mập mờ chất lượng, keo dán chứa hóa chất độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Bởi thành phần keo được sử dụng trong nổi mi chứa hóa chất formaldehyde có thể gây dị ứng, bọng rác và rách giác mạc, thậm chí nặng hơn thì gây mù mắt nếu không được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, những bạn gái nổi mi giả thường bị rụng lông mi tạm thời cho đến rụng vĩnh viễn. Do nổi mi giả quá nặng, keo dán mi gây bít tắc tuyến bã, loạn chức năng các tuyến đổ ra bờ mi, gây viêm, ngứa đỏ mắt. Trong các công đoạn nổi mi hoặc các vật dụng trong khi nổi mi không đảm bảo vệ sinh sẽ gây ra nhiễm độc nang lông, mất chất mở bóng của lông mi, hậu quả sẽ rụng hết mi thật. Đáng sợ hơn, một số nghiên cứu cho thấy những người nổi mi giả quá dày sẽ phải đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn từ bọ lông mi. Demodex folliculorum. Đây là một loại ký sinh trùng dạng chân đốt thường ký sinh ở nang lông như trán, cánh mũi, lông mày, tai hay bộ phận sinh dục. Loại bọ ký sinh có tốc độ tăng trưởng nhanh và có thể gây ra bệnh Rodkowski. Trong trường hợp nặng sẽ gây ra mủ đau đớn khiến mắt bị sưng, đau và làm rụng hết lông mi.